thuyền. Hôm nay làm phép thuyền để đây Thánh Hóa công an phải làm. Đánh được đâu mà đánh. Kéo mình đây là không sang rồi mày. Đây đang làm phép thuyền để Thánh Hóa công an phải làm. Để ra biển đánh bắt cá nhiều. Đây là cuộc sống của người dân miền biển. Thôi đừng giặt cào nhà ông thân này. Tàu đang gặp bến. Đang rời bến. Thank you.